Ok, hello mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Thì trong video trước của chúng ta thì chúng ta đã gọi là thêm dữ liệu vào rồi, và chúng ta đã bắt lỗi nó đúng nhá, ở phía backend ấy đúng nhá, này đó, thì chúng ta bắt lỗi rồi. Thì nhưng ở đây chúng ta bắt lỗi, chúng ta mới header ra được ở trên cái đường link mà thôi, chứ chúng ta chưa hiện nó ra ngoài form cho người dùng được. Đây này, giống như kiểu đó là ví dụ nhá, Chrome ở đây chúng ta thấy không? Đây, ví dụ ở đây mình sẽ vào, mày thấy này, vào Facebook nhá, mình sẽ vào một cái Facebook đi. Mình sẽ vào một cái Facebook. Thôi được rồi. Cái này thì mình lại về. Lại phải tạo mới thì nó hơi ấy. Đấy, ví dụ như mình sẽ vào Facebook đi. Đấy. Thì ví dụ nha, mình sẽ đen ở đây này, đấy, mình điền đây. Sky ở đây đúng không? Mình sẽ đăng ký. Đấy thì bạn thấy là nó hiện ra hết cho chúng ta như này, cho để biết rằng là người dùng sẽ phải nhập thêm những cái gì đúng nhỉ. Đấy, chứ còn nếu mà hiện ở trên đường link này thì người ta không biết về code thì người ta quan tâm gì mấy cái đường link này. Đấy, người ta chỉ quan tâm ở dưới này người ta nhìn đến những cái gì thôi đúng không. Đấy, thế nên là bây giờ chúng ta phải hiện ra ngoài trình duyệt cho người dùng đúng không. Thế để mà hiện ra thì nó nói chung là đa nhân đa cách lắm, nói chung là nhiều cách. Thế nên là ở đây mình sẽ chỉ mọi người hai cách nhá. Cái cách đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ quay trở lại cái file insert post này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ viết một cái PHP ở dưới này cho mình. Thật ra là PHP mình thấy nó viết bằng cái Visual Code này mình thấy nó cũng không không hay bằng Sublime Text đâu. Level 2 chắc là mình sẽ phải sử dụng cái Sublime Text mất. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ mình bây giờ mày sẽ tạo ra một cái biến nó tên là biến get URL. Đấy, biến này của mình sẽ lấy được cái URL, hiểu nhỉ, mình sẽ lấy cái URL. Đấy, thì bây giờ URL của mình sẽ là http 2 chấm gạch chéo đúng nhỉ. Thì các bạn thì thường chúng ta bây giờ chúng ta đang làm trên máy để chúng ta tập luyện thôi. Đấy, thế nên là thường thì chúng ta sẽ là đầu của host, nhưng sau này nhớ mà chúng ta lấy cái một cái domain nào đấy thì sao? À, chúng ta sẽ lại phải vào đây sửa thì nó hơi hơi buồn cười. Thế nên đây chúng ta sẽ có một cái hàm tên là đồng tiền gạch dưới server. Đấy, server đấy, các nếu như đấy chính là cái hàm nó, và chúng ta sẽ điền cái này vào. Đấy, xong lại bạn nào mà xem cái khóa tạo một cái framework của mình nhé, mà mình đang làm dở ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái hàm này tại sao mình đã biết được là có cái hàm như này. Đấy. Các cái khóa nâng cao thì chắc chắn là mình sẽ đi sâu hơn về cái vấn đề này. Đấy, request URI chính là cái đường link đằng sau. Đây thì cái chỗ này này nó sẽ trả về các bạn, đấy là localhost 2.8.8, còn chỗ này trở đi chính là cái đường link của trang web của chúng ta này. Đấy. Đây thì ở đây mình sẽ miêu tả mọi người luôn này, đây. Đây chính là HTTP post đây, còn từ đây đổ đi nó chính là request URI được chưa nhỉ? Đấy. Nên là chúng ta phải biết vấn đề đấy. Rồi, thì khi mà chúng ta lấy được cái link full của cái này rồi thì bây giờ thì công việc của chúng ta đấy là, các bạn thấy không nhỉ? Cứ mỗi một lần mà chúng ta báo lỗi đúng không? Đây này, cứ mỗi một lần mà chúng ta báo lỗi đây. Đấy, thì chúng ta sẽ có được một cái đoạn như này. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cắt cái đoạn này ra để chúng ta xem là nếu mà cái đường link mà xuất hiện cái này thì chúng ta hiển thị nó ra dưới này, đấy, đúng không nhỉ? Thì giờ làm thử luôn nhá. À, thì khi mà chúng ta có đường link rồi đúng không, thì giờ chúng ta sẽ lại if, chúng ta sẽ lấy ra cái chuỗi đấy, chúng ta lấy ra cái chuỗi đấy, thì để mà lấy ra thì chúng ta nên sử dụng cái string position đấy. Đây này, các bạn thấy là các bạn mở thêm một cái hàm đi thì nó sẽ là tìm cái vị trí của cái từ hoặc là một cái đoạn string ở trong chuỗi string đó. Thì thường thì nếu mà các bạn sử dụng có các hàm để tìm đấy, nhưng thường ở đây mình tìm vị trí cho nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu mà có thì nó mới có vị trí đúng không, nếu mà nó xuất hiện thì nó mới có vị trí, thì tức có nghĩa là cái hàm mới đúng đúng không nhỉ. Đấy, thì giờ ví dụ nha, mình sẽ truyền cái get url vào, mình truyền cái get url vào và mình bảo là cái chuỗi insert bằng empty trước đi, empty đấy. Đấy, mà bằng true tôi nghĩ là có đấy. Đấy, thì chúng ta sẽ làm sao, thì chúng ta sẽ echo ra một cái thẻ p đi, và mình ở đây mình sẽ đặt một cái class tên là noty error. Đấy, rồi. Đấy, thì chỗ này các bạn, do này cái class này nó cũng là dấu nháy kép, mà cái ngoài này cũng là nháy kép, thế nên trong này các bạn đầy là nháy đơn nhá.
để nó phân biệt. Rồi, naughty, naughty arrow, và chúng ta sẽ điền cho nó là you did not feel in a field, vùng nào đấy đúng không nha, a field. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đóng lại cái thẻ P. Đấy, rồi bây giờ sẽ đóng lại rồi, và sau đó mình sẽ exit để chắc chắn là không bị cái gì đó làm phiền. Rồi thì ví dụ như thế nhá, bây giờ mình sẽ ra ngoài đúng không, thì trước đấy thì mình sẽ tạo ra cái class này trước đã, class này ngay trên này trước đã, không tí nữa lại nó là class thế nên nó sẽ là chấm, rồi mình sẽ mở ngoặc thì nó sẽ là arrow đúng không, thế nên ở đây mình sẽ có color sẽ bằng là red đúng không. Rồi và như vậy là mình sẽ ra ngoài nhá. Bây giờ mình sẽ ra ngoài Chrome, mình sẽ xóa dòng chữ đi, làm sao đó để nó hiện rồi ví dụ ở đây mình sẽ là A này, còn lại chấm sẽ là insert MP. Đấy thì đây nó sẽ hiện ra là you did not feel in a field ở đây, có thể nha. Như vậy là chúng ta, đấy cũng là một cách để chúng ta hiển thị ra cái lỗi chúng ta. Không nhận này. Thì cứ lần lượt như thế các bạn sẽ tiếp tục cắt những cái lỗi mà chúng ta hiển thị ở bên này này, hiển thị ở bên insert post này này. Chúng ta sẽ có đấy là insert MT có rồi nha. Thì giờ chúng ta sẽ là insert invalid email đúng không? Insert error. Đây làm luôn nhá. Đã làm phải làm cho chót. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ có đấy là elif đúng nha. Elif của chúng ta sẽ có đấy là lại tiếp tục, đó là string position. String position. Tốt nhất là các bạn nên là các bạn nên học cái hàm đầy đủ của nó, tức nghĩa là cái viết tắt này của nó thực ra nó cũng chỉ là viết tắt của cái hàm đầy đủ thôi. Đấy, nó chính là string position. Đấy. Thì các bạn học được cái đầy đủ của nó thì các bạn sẽ nhớ được cái viết tắt của nó hơn. Đấy. Còn nói chung là tùy mỗi người, có những cách nhớ khác nhau, đấy là cách nhớ của mình. Rồi, mình sẽ tiếp tục sẽ là insert đúng nhá, sẽ bằng là chết bằng mà invalid email đúng không? Đấy. Mà bằng là true. Có nghĩa là có đấy, là xuất hiện cái dòng chữ này trên đường link, mình sẽ echo ra. Sẽ là một lại một cái thẻ P. Và đây tiếp tục là lỗi, thế nên là đây sẽ là class đúng nha, class naughty, naughty error đúng nha, error naughty error. Và đây sẽ là do là email đúng không, thế nên là đây sẽ là you phải sử dụng đúng nha, bạn phải sử dụng uninvalid email đúng không. Cái này các bạn viết chỗ này ra này, thường là email người ta sẽ viết như này này cho nó dễ này. Đấy, rồi cho cái dưới P nó ngoặc lại chấm phẩy và nhớ lại acid cho mình, acid nha, nhớ lại acid nha chứ không phải là acid. Rồi tiếp nào, còn nếu mà không ấy thì chúng ta sẽ echo ra một cái dòng chữ là chúng ta đã thành công. Thực ra còn nhiều lỗi nha chứ không phải có mỗi lỗi này đâu, đây là mình làm ẩu đấy chứ còn sẽ là naughty success. Nháy nhá, nháy đơn nhá, chỗ này nháy đơn này, nháy đơn nhá. Rồi sẽ là bạn sẽ lại insert post success. Rồi sẽ đóng thẻ P là ở đây, sau đó chúng ta chấm phẩy ở đây. Rồi và sau đó cũng exit cho mình. Rồi thì do trên này mình chưa có cái naughty success, thế nên ở trên này mình sẽ phải có là naughty ngang success. Đấy, rồi xuống dòng sẽ là có là color, sẽ là có là green đúng nha. Đấy, rồi chúng ta kiểm tra lại xem bị sai đâu không, support ok. Như vậy chúng ta ra ngoài Chrome nhá, chúng ta sẽ reload nó lại đúng không. Đấy. Reload nó lại, insert post. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thử nhá, bây giờ chúng ta thử này, chúng ta sẽ thử luôn. Đây, do cái đoạn này chúng ta lại insert post của này này thì nó mặc định là hiển thị mất insert post rồi, thường thì chúng ta sẽ phải gắn đây, không lười được rồi, chỗ này là vẫn không lười rồi. Thì nếu mà đây chúng ta sẽ phải có một cái header để chúng ta điều chỉnh nó. Không lười được. Insert ở đây sẽ bằng success được nha. Đấy thì mình bắt đầu phải hiển thị ra. Đấy, chỗ này này. Cho mình thì mình sẽ phải là elif tiếp. Chứ cũng không. Rồi mình sẽ copy cái đoạn này nha.
cho bằng đây và chỗ này mình sửa thành là success được nha. Đấy. Rồi quay lại Chrome, reload lại sẽ mất được nha. Rồi thế giờ đầu tiên sẽ là insert value đúng không, sẽ là A này, nhập full đầy đủ đi, đồng add new in bằng invalid email như nó chưa hiện đúng không. Thế bây giờ mình kiểm tra lại xem là bị sao nhá. Insert sẽ bằng là insert invalid email. Chúng ta xem lại xem nào. Insert sẽ bằng là invalid email. Chúng ta kiểm tra nhá. Mở bằng true. Get bằng insert invalid email. Ok, mình sẽ reload nó lại cho nào. Tại sao không xuất hiện thế này? Chúng ta kiểm tra lại nào. Else if. Đấy, chúng ta sẽ test lại một lần nữa nhá. How, tại sao lại không lại lỗi? A này và A này. Add new sẽ là invalid email. Ô, thì tại sao lại không hiện ra cái dòng P nhỉ? Insert mà bằng true. Insert bằng invalid email. Tại sao sai ha? Chúng ta copy và chúng ta paste vào đây xem nào. How, tại sao lại sai vậy ta? Chúng ta cần chôn V. Không gì sai cả. Không có gì sai cả. Class. À đây, chính xác. Rồi. Chúng ta cần cho nét lại. Sai một tí thôi là đã đi một dặm rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ reload lại đấy thì nó hiện ra cho nhỉ. You này, chỗ này cũng viết sai này, thôi vào sửa lại đi. Chúng ta vào sửa lại nha. Sửa lại you. Rồi cần cho nét. Rồi, bây giờ chúng ta sửa một cái success rồi. Và bây giờ chúng ta test một cái success nữa là chúng ta xong đúng không? Chúng ta ra ngoài Chrome nhá. Chúng ta reload lại đúng không? Thì giờ chỗ này ví dụ chúng ta thêm thành công đi, sẽ là A này. Sẽ là viết kém A. Đây đi. A và A đúng không? Và chúng ta add new. Đấy thì insert post success đúng nha. Được chưa? Như vậy chúng ta đã thành công. Đấy là cái cách đầu tiên. Còn cái cách thứ hai chúng ta sẽ dùng theo kiểu đấy là chúng ta sẽ sử dụng cái gọi là cái hàm get đúng nha. Bởi vì đây này của chúng ta này nó cũng chính là một cái variable. Đấy, thì chúng ta get cái giá trị của variable ra. Đấy, đúng nha. Thì giờ chúng ta sẽ phải quay trở lại. Đấy là cách thứ nhất là chúng ta sử dụng theo kiểu cắt như này đúng không? Đấy, thế nên ở đây mình sẽ comment lại nhá. Comment lại, ok. Rồi bây giờ cách thứ hai của chúng ta là chúng ta sẽ if đúng không? Nếu mà chưa set đúng nhỉ? Nếu mà chưa set. Iset đúng như nhỉ? Đúng, ok. Nếu mà chưa set cái get này này, cái get bằng, thì các bạn nhớ là cái chỗ này của chúng ta thì các bạn đặt là gì nhá, cái biến ấy, cái biến ở trên đường link ấy thì mình đặt là insert thì mình sẽ viết là insert nhá. Insert đấy. Đó. Nếu mà chưa lấy được cái biến insert thì chúng ta đã thoát, có nghĩa là trống ấy. Thì cái đấy chúng ta không quan tâm. Thế là chúng ta sẽ có L. Rồi, bây giờ này, nếu mà đúng thì chúng ta sẽ kiểm tra này, chúng ta sẽ tạo ra một cái biến check để chúng ta kiểm tra check sẽ bằng với cái get đấy, chúng ta sẽ get thôi. Ra cái insert. Thì giờ chúng ta sẽ nhập từng cái giá trị vào thôi chứ cũng có gì đâu. Nhập từng giá trị nhá. If sẽ có đây là check. Đấy mà bằng với đầu tiên sẽ là gì? Đầu tiên sẽ bằng với empty kìa, nhìn chưa? Empty. Đấy, rồi cứ lần lượt như thế thôi. Đây này, đấy, chúng ta sẽ paste xuống dưới này. Chỗ này sẽ bỏ comment đi. Chỉ là rồi đấy, cứ thế tiếp sẽ là else im tiếp nào sẽ là gì, sẽ là lại tiếp tục check
xem có bằng với biến thứ hai sẽ là invalid email đúng không? Invalid email. Nếu mà bằng thì chúng ta sẽ copy đoạn này. Paste. Bỏ comment. Tab vào. Else if check bằng với success thì sẽ xuống và sẽ bằng tiếp tục copy paste. Ok, tiếp tục tab. Ok đấy, thì như vậy cách này chúng ta hoàn toàn được này đúng nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài Chrome, chúng ta sẽ tab này nha. Bây giờ chúng ta sẽ enter. Bây giờ chống trước sẽ là nail MT thì cũng hiện đây nha. Đấy, không đúng với email nào. Add new, thấy chưa? Cũng không giống nhá. Tiếp tục thêm đúng này. Add new, ok, insert post. Đấy, đấy là cái cách thứ hai, đúng nha. Đấy, rồi, thì đấy là hai cái cách để chúng ta được hiển thị lỗi trong PHP. Nó có nhiều cách lắm, thì mọi người có thể là tư duy cho nó, nhưng đây là hai cách chính mình thấy là hay dùng và chính mình hay dùng nên là mình chia sẻ ra. Thì nó còn một cái nữa, đấy là chúng ta sẽ kiểu như là chúng ta sẽ xem là cái nào sẽ là cái gọi là lỗi, còn cái nào mà người dùng nhập đúng rồi sẽ giữ nguyên cái giá trị cho họ. Thì cái đấy các bạn tự nghĩ nhé, cái này rất là dễ thôi. Các bạn sẽ, đây là mình sẽ gợi ý nhá. Mình sẽ quay trở lại đây form này. Đấy, mình lên cái chỗ form này, đây chỗ này. Đấy, thì cái trong cái chỗ này này, các bạn sẽ tạo ra một cái hàm PHP ở đây. Đấy, các bạn sẽ tạo ra một cái hàm PHP ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ làm công việc đấy là, đây các bạn sẽ if này. Đấy, sau đó các bạn sẽ set xem là cái isset, xem là cái đã có nghĩa là các bạn, có nghĩa là các bạn sẽ lấy cái hàm, có nghĩa là lấy được cái giá trị ra này, lấy giá trị từ cái ô ra, post title ra. Đấy, các bạn post title, các bạn paste vào đây. Đấy. Đấy, được nhá. Nếu mà nó chưa được set thì mình sẽ set cho nó bằng một cái biến. Ví dụ như ở đây là biến test đi. Đây mình đang làm cho các bạn để các bạn thấy được nhiều nha. Thì nó làm theo bằng get đúng nhỉ. Thì bạn sẽ get nó ra, lấy cái biến từ cái biến post title. Đấy. Được chưa? Và sau đó các bạn sẽ echo ra. Đấy, echo cái o input ra này. Đấy, o input ra. Đấy, thì đấy, đấy là cái cách đúng nhỉ. Thì tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là những cái nào mà thỏa mãn rồi ấy, cái nào cái thỏa mãn cái giá trị của form rồi. Đấy, thì mình sẽ để nguyên, có nghĩa là mình sẽ in nó ra. In ra cái giá trị mà thỏa mãn. Đấy, để người dùng không phải nhập lại ô đấy nữa, người dùng chỉ phải nhập lại cái ô mà nó không đúng thôi, đúng nha. Đấy, thì đấy là một trong những cách, thì đấy các bạn sẽ tự làm nhá. Cái này khá là dễ, thế nên là mình sẽ không làm. Rồi. Đấy, thì video này chúng các bạn nhớ được cái hai cách nhá. Cách đầu tiên chúng ta sử dụng được kiểu cắt chuỗi ở trong cái đường link này. Đếm thứ tự đấy, các bạn có thể là cắt chuỗi cũng được, hoặc là các bạn thay vì, nếu các bạn cắt chuỗi thì thay vì chỗ này sẽ bằng là chu thì các bạn sẽ là bằng với cái này này, cắt ra xong xem có bằng với cái này không. Đấy. Rồi, còn cách thứ hai chúng ta sử dụng get, chúng ta lấy ra cái giá trị của cái biến ở trên đường link thông qua cái hàm get đúng nhỉ. Rồi thì video dừng ở đây thôi nhá. Video sau chúng ta sẽ tìm hiểu về cái gì ta, để mình xem lại giáo trình nào. Trong video sau chúng ta sẽ gọi là hashing and dehashing data. Đây là một cái khái niệm khá là hay nhá. Trong video sau chúng ta tìm hiểu được chưa? Mình sẽ dừng ở đây thôi. Bye bye.